Thưa đại ca, tiểu đệ mới tới. Tiểu đệ, tình hình áp tiêu tháng này như thế nào rồi? Kể cho ta nghe coi, số lượng đơn đặt hàng có nhiều hay không? Cũng còn mấy ngày nữa là Tết Tây rồi. Đơn hàng đã đạt tới cảnh giới không còn giấy để mà ghi, bút cũng không còn mực để mà viết nữa, gần như là tử quỷ nhập ma. Không biết là có kịp chuyển đúng hẹn với người ta hay không? Đại ca có cách gì hay không? Không thôi không nhận nữa ha. Khùng hả? Nắng thì mặc áo mưa, còn mưa thì khỏi mặc áo. Để có hiểu triết lý này hay không? Nghĩa là nắng trùm áo mưa để cho bớt nắng, còn mưa thì khỏi mặc áo. Vậy mắc công phơi có phải gì không đại ca? Khỏi mặc quần cũng được. Bây giờ ta sẽ thu xếp nói chuyện với đám nhân viên. Chào các huynh đệ của Trung Nguyên Tiêu Cục. Chào tổng đi đâu. Được rồi, hôm nay ta tới đây để thông báo một tin mừng dành cho tất cả các nhân viên của Trung Nguyên Tiêu Cục ta. Là kết thúc ngày hôm nay, toàn thể nhân viên trong tiêu cục sẽ được nghỉ việc tới qua Tết. Khi hết Tết rồi thì người nào người đấy kiếm việc khác mà làm đi ha. Anh em không cần phải vui mừng, chúng tôi làm gì cũng có lý do của chúng tôi hết. Chúng tôi muốn để cho anh em nghỉ việc là cũng vì muốn cho anh em bị thất nghiệp mà thôi. Năm mới Tết đến, tôi cũng chúc cho toàn thể anh em thất nghiệp suôn sẻ. Thất nghiệp lần này cũng chỉ là sự khởi đầu của một lần thất nghiệp khác mà thôi. Cuối cùng cũng êm xuôi rồi ha đại ca ha. Ta nhẹ cái đầu rồi, cứ nghĩ là tụi nó sẽ nháo nhào lên chửi bới, không ngờ cũng nhẹ nhàng quá. Như đại ca, tiểu đệ thật sự không hiểu là tại sao đại ca lại đuổi hết đám nhân viên của công ty mình đi vậy. Tụi nó mà đi rồi thì ai áp tiêu cho mình nữa? Đệ nghĩ chắc là đại ca cũng có lý do và cách tính của mình rồi. Chứ đại ca đâu phải là thằng khùng, có phải gì không? Đúng. Đệ có biết taxi tải Sài Gòn không? Sắp tới họ sẽ là đối tác lớn của chúng ta. Nghĩa là mình sẽ đứng ở giữa đưa hàng hóa cho họ áp tiêu phải không? Đúng như vậy. Cuối năm nhu cầu của dân tình họ chuyển nhà chuyển văn phòng rất là nhiều. Hàng hóa cồng kềnh như vậy, ngựa nào bên chúng ta áp cho nổi? Bên họ có taxi tải giá rẻ luôn phải không đại ca? Thậm chí là họ có cho thuê taxi tải nữa. Hay là chúng ta sắp xếp công việc cho mấy anh em vừa nghỉ đi. Vậy không cần đói, ta cũng đã tính tới đường này rồi. Ta không ác tới nổi để cho họ thất nghiệp đâu. Chẳng qua là ta muốn sắp xếp công việc tài xế taxi tải cho họ thôi. Đại ca nói gì vậy? Có nghĩa là dù trời mưa hay trời nắng gì thì không cần phải mặc áo mưa hay lột quần lột áo gì nữa phải không đại ca? Ta hỏi đệ, giữa nhanh chóng chuyên nghiệp giá rẻ so với việc trùm áo mưa giữa trời nắng, không mặc đồ dưới trời mưa thì đệ chọn thế nào? Đại ca cũng thừa biết là đệ thích thế cưỡi ngựa mà. Thế này còn có tên gọi quốc ngựa truy phong đó đại ca.